Thưa quý vị, trẻ ồ ạt nhập viện là tình hình chung đang diễn ra tại các bệnh viện nhi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang sắp sửa bước vào mùa nắng nóng kéo dài. Đây là thời điểm thuận lợi cho nhiều dịch bệnh phát triển mạnh. Gần 5.000 lượt trẻ đến khám và điều trị mỗi ngày là con số mà bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh thống kê trong những ngày qua. Hầu hết trẻ nhập viện đều liên quan đến các bệnh mùa nóng, hàng đầu vẫn là các bệnh về tay chân miệng, hô hấp, tiêu hóa, sốt xuất huyết và thủy đậu. Con số này tại bệnh viện Nhi đồng 2 là gần 7.000 trẻ mỗi ngày. Các bác sĩ cho biết, ngoài những đứa trẻ đến khám và nhập viện điều trị, có trường hợp khi trẻ được đưa đến bệnh viện thì phải bỏ qua hết thủ tục hành chính để cấp cứu ngay vì thời gian cứu bé gần như không còn. Các chuyên gia y tế cảnh báo, đây là thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng. Nhiệt độ đỉnh điểm có thể lên đến 38 và 39 độ, vì thế trẻ rất dễ đổ bệnh nếu cha mẹ không biết cách chăm sóc. Ba yếu tố hàng đầu cần phải lưu ý chính là vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và vệ sinh thực phẩm.